ngồi mãi gốc cây đào đang phân vân không biết có vào không. Dạ vâng. Mọi người chào mọi người ạ. À. Mình đang ở nhà bạn Thư dưỡng, đây là Vinh Tiền Lẻ ạ. À. Đây ạ. À, đây là bạn Thư dưỡng ạ. À. Chào tất cả mọi người. Và đây là người ở Thái Nguyên đi cùng mình ạ. À. Các bạn nhá. Đây cái ngôi nhà của Thư dưỡng Vinh Tiền Lẻ hay làm clip đấy ạ. À. Mới clip hôm vừa rồi đấy ạ. À. Làm giấy để chôn mẹ đấy ạ. À. Mọi người nhìn ạ, thường người đi xe rất là hài ạ. Ở đây cho mọi người tham quan cái chiếc xe mà Thương Dưỡng và Vinh Tiền Lẻ hay làm clip. Bỏ mẹ ra này. Dạ vâng. Chất 1000 của anh Dương nhá. Đấy. Đó. Đấy, bạn nhìn đấy. Cái xe của Phương Dưỡng chất đây chưa? Đây là con dê Z1000. Rất là ngầu các bạn ạ. Đây gọi là xe Z1000 của Phương Dưỡng. Cho mọi người chiêm ngưỡng ạ. Bình này chứa bao nhiêu lít anh trước này? 17 lít này em. 17 lít. Em quên sai không phải hỏi em. Vào 17 lít à? Con xe này cho mình ngồi lên không ngồi nổi đâu. Không ngồi được nên thôi. Nùn. Nùn nặng. Đúng rồi. Hơn một tạ. Wow, hơn một tạ cơ ạ. Hơn 200 cân. Hơn 2 tạ lắm. Hơn 2 tạ mà. Hơn 2 tạ cơ ạ. Ồ, nặng nhỉ. Nặng mà. Ở đây có một lần này như là dưỡng này cái xe này để đi Tam Đảo. Tam Đảo. Wow. Em đi cùng ạ. Con bé đi cùng người yêu thôi. Cùng người yêu. Thôi thế cảnh nếu mà người yêu em đi cùng thì cũng hai đôi đi cùng đi chơi ấy. Người yêu em lúc ấy không đi được. Thế không rủ bạn gái đi cùng hôm đấy. Không đi, nó không đi được. Thế người yêu Vinh ở gần đây à? Vâng, gần đây. Các bạn nhìn dưỡng ở ngoài khác ở trong clip. Vừa đấy mình đứng góc đây thấy đi qua mình để chúng ta cổng ra mình đoán là ở đây ra thì không nhận ra. Tập thể dục buổi sáng. Bây giờ đang tập thể dục mọi người ạ. Nghe giọng anh quen chứ? Dạ. Nghe giọng anh quen. Vâng. Cửa bắp lắm này. Mình chưa tập gym à? Đúng rồi. Anh chưa tập gym bỏ rồi. Tập mấy năm? Đây em tập không gần một năm rồi. Tập này mà đang kiểu đang phát triển mà tầm này là cao lên rồi nhỉ. Bây giờ em tầm hết theo rồi. Bây giờ 26 27 mình phát triển gì nữa. Không theo được. Thì mình cũng thế. Bây giờ 26 27 mình phát triển bây giờ kiểu bọn trẻ 15 6 tuổi ấy, bây giờ nó mới tập lên đây sau đó thì là nhiều này nó mới đấy. Nó mới cao được. Thì bây giờ bọn em này năm nay 26 rồi. Mình cái đứa còn mới lớn em tiếc không tập thể. Em 94 thế ấy không bằng tuổi anh. 95 anh em. À thế nào, hai người là anh em họ nhỉ? Anh em gì? Gì? Ba người gì luôn. Thích nhỉ? Đây mọi người, Phương dưỡng ở ngoài đâu. Vừa là mình vào đứng ở cổng mà cậu đi qua mình còn không nhận ra nổi được. Nhìn hơi khác so với trong clip. Sáng không quay nhiều. Sáng chưa. Các anh đi từ Hà Nội lên này. Vâng, mình đi từ Hà Nội. Còn cậu này đi từ Thái Nguyên. Thái Nguyên. Chả biết gì nhau Thái Nguyên luôn. Nội cũng gần. Đó. Hai anh quen đâu mà lại đi cùng nhau hả? Quen ở trong trang của Phương Ngọc Dưỡng. Phương Ngọc Dưỡng là cái bạn luôn. Hôm kia không biết tên, không biết nhà nhưng mà điện cho cái số gì ở trên Google ấy. Cái số thằng em đặt ở trên Google Maps ấy, điện cho nó. Trên Google Maps có chỉ tận về nhà Phương Dưỡng cơ mà. Có thằng người chỉ không? Có. Ghi hẳn là PHD chôn, nhà PHD chôn mà. Đấy, có nhà, chỗ gần cái tòa đỏ rồi. Điện cho nó ở nhà em trai của Phương Dưỡng nó lúc sau là không, em hàng xóm, em gần đây. Đây
Các anh đi vất vả đi xa, tại Hà Nội đây. Vâng, không, thật ra thì nó chỉ 70 cây thôi, rơi 70 cây. Em cũng ra Hà Nội toàn đi xe máy thôi, nhưng mà cũng vất vả đi đi lặn nội đến đây. Vâng. Đóng toàn là 7, 8, 90 cây, trăm hơn trăm cây. Thật ra phát định là làm YouTube này hơi đam mê là chính mà. Dạ vâng. Đấy. Xe này đi sướng lắm nhỉ. Xe này tầm độ 200 vẫn êm ru nhỉ. Xe kia đi nó rung lắm, rung nắc lắm. Lên 200 cũng đi nhỉ. Được rồi. Có tiền chưa? Chưa mượn triệu. Có tiền đấy không, chưa mượn triệu, ra đấy giấy tờ xe. Giá bị thổi đồng đồ. Cồn trên toàn sinh và giấy tờ xe. À, công an bắt á. À, ở đây như cái đoạn đầu là có công an, mà lúc mình vào công an mà. À, công an. À. Thế nhà Vinh gần đây không nhỉ? Đây đây. À. Thôi là kênh vàng à? Kênh vàng. Ở chỗ này vật thai cứ đi lui qua nhà bà ngoại cầm hết giấy tờ. Đi đâu mà đi trên đấy? Đi xuống nhà Dư ở dưới nhà làng anh Văn chơi lúc đi về thế rồi. Mà không mũ à? Không mũ không gì, hai thằng kèm hai thôi. Được sống nó thổi nồng độ cồn giờ nó lấy hết giấy tờ trong ví. Nồng độ cồn vâng. Cái mày hôm nay không làm hay lại bỏ công ty rồi? Đâu, chiều cho mày làm cả hai, làm cùng công ty Dư ở trên kia. Đưa anh 200 đi. Dạ em không cầm ở đây. Đây thế là Vinh là mẹ Vinh với cả mẹ của Dưỡng là hai chị em ruột nhỉ? Hai anh em có clip 3 triệu lượt view, à 30 triệu chứ, quên. Clip mà xem một gì lần này. Đi xuống Kinh Hoàng, đúng rồi. Đi xa đi đâu xuống Kinh Hoàng rồi. Xuống nhà Dư ở làng anh Văn chơi đấy. Chỗ ăn ngay Dư của nhà, sinh năm 90 của nhà ông gì mà lấy hai vợ ở làng đấy. Mà đẻ ra bà, hai bà. Thổ động ông côn, anh chưa bị thổ động ông côn bao giờ? À, gặp hai thằng con đi xe máy xong mà nó bắt về chốt mà nó bắt thổi. Em vẫn để thằng bạn em ngoài đấy. Có rượu không mà thổi? Có rượu không? Là xe nhà mà xuống ấy chơi. Thấy có rượu là thổi là phải rồi. Mày 200 thôi cũng được. Em không có mũ, hai thằng không mũ. Thật kia nó lai em không bằng. Thôi đưa họ 200 làm luật. Thật đi đưa. Đưa làm luật thôi. Em có 500 hay là 200 thôi. Cô triệu 8 rồi anh ạ. Mày cứ bảo mày cứ đứng đứng lì đấy. Bảo em không có tiền đứng đến chiều. Chiều mà đi làm 2 giờ là. Thật. Từ 200 làm luật thôi. Giờ vợ em giấu hết tiền đi. Vợ con em đang ở viện đang đẻ nha. Nhìn mặt kia là có vợ ai tin. Vợ đây. Căn tắm thế thôi, em cứ bảo thế thôi. Mỗi cái thổi ông con là 1.8 rồi. Không mũ 200 chứ là 300. Cứ bảo đi khác đường. Cứ bảo em. Thật mà, bảo trong túi em còn đúng 200 thì thôi, làm luật thôi. Em đi mượn 500 cho 500 thôi. Tớ bị công an bắt nhiều rồi nên tớ biết. Em có tiền lẻ không? Đổ đúng 150 để ra lẻ một tí. Em đấy. Đúng rồi. Thế thôi. 150. Và là không giấu hết đi. Vẫn giấu vi giấu hết. Giấu quần ấy, nó không kiểm tra quần đâu. Bọn anh ấy thông cảm. Giấu chỗ khác để ví. Em mượn trong lên nhà bá. Em bảo lên nhà bá gì bá ngay đây, em tại Hải Dương mà. Túi quần đấy chắc. 450 có 50 đấy. Đấy, tú quần nó vuốt ngay. Ở trên Hà Nội bây giờ còn bắn cả chuyển khoản cơ. Có, đúng tiền rồi. Bắt chuyển khoản cơ, mà lộ trong hoàng lắm. Thật mà là làm luật 200 thôi, tớ bị bắt nhiều rồi tớ biết mà. Thế đấy. Ở đâu đấy, chúng nó nhiều. Thầy đấy biết nói chị, mất nhiều hơn. Thôi, chưa cả được, chưa cả được giờ. Đấy biết nói chuyện là... Ô, 34 biển Hải Dương à? Hải Dương đấy chứ. À, thế à. Đấy là gì thầm nhá? Bảo với em. Bảo thì cả tháng không được, bây giờ bị phạt. Thôi, đây là mẹ của Phương Hữu Dưỡng ạ. Bác thấy nhiều trong TV rồi. Đây, cái nhà này hôm qua vừa rồi Phương Hữu Dưỡng vừa mới làm giấy chôn mẹ. Chôn mẹ cái gì ạ? Có mẹ em tiếc mẹ em quân. Thu lại tiếc thu lại nhiều giấy quá rồi vì cho nhưng mà vẫn hay tiếc vâng đấy. Đại Phương Tướng Trần Tình về cái vụ cho giấy để chôn mẹ. Vâng, và chào anh em nhé. Nếu anh em thấy hai anh em vui lòng like, chia sẻ và đăng ký giúp Hội Thao TV ạ. Chào anh em nhé. Quay xem bức bài được chưa?
Đây, mọi người, cho mọi người coi đây là nút bạc của Phương Công Tướng ở Vinh Tiền Lẻ ạ. Vàng. Vàng, bên nói nhầm. Hơn. Ngu quá, mình ngu quá nên chẳng biết nói nhầm. Đó, cả nút vàng và nút bạc. Đây nút vàng ạ, mọi người nhìn kỹ ạ. Vinh Tiền Lẻ đang biểu diễn. Xin chào quý vị, đây là Vinh Tiền Lẻ đang cầm nút vàng. Đây, Vinh Tiền Lẻ đang cầm nút vàng. Kênh PHD Chôn. Tầm 10 năm nữa sẽ được nút kim cương. Cố gắng. Lúc đấy chia sẻ nha. Lúc đấy là có tầm 3-4 vợ rồi, 7-8 đứa con rồi. Thì lại làm về chủ đề trẻ con như của Thơ Nguyễn này, lại được có kênh nữa, lại nhiều người xem. Ờ, đấy. Trẻ con thích xem lắm. Đây, mọi người nhìn kỹ nút vàng này. Nút vàng nó cũng chả có gì đâu mà không phải à. Thường. À, tuyệt vời nhỉ. Được, lên, lên, lên em chụp cho. Chụp chỗ ai không mọi người ạ? Chụp ngang nha. Ngang được, chụp ngang ấy.